Chào mừng quý vị đến với bản tin đặc biệt ngày 3 tháng 9 năm 2024 của Sài Gòn News. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ điểm qua những sự kiện nóng nhất đang làm chấn động nước Mỹ. Phó Tổng thống Kamala Harris đang hoảng loạn trước cuộc đối đầu trực tiếp với Tổng thống Trump Trong khi cậu Tổng thống lại gây sốt với những phân tích hài hước về hội chứng rối loạn Trump. Thế giới công nghệ cũng không kém phần trúng động khi Elon Musk bị bắt giữ vì từ chối kiểm duyệt tin tức theo yêu cầu của chính quyền Biden. Ngoài ra, Robert F. Kennedy Jr. đã khởi kiện một vụ án đầy chấn động tại Bắc Carolina và Nancy Pelosi khiến người dân Mỹ sửng sốt khi tiết lộ kế hoạch gian lận phiếu bầu trên sóng truyền hình. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi bắt đầu bản tin với những tin tức đầy kịch tính này. Kamala Harris đang hoảng loạn trước cuộc đối đầu với Tổng thống Trump Kính thưa quý vị thân mến, trong một cuộc phỏng vấn gây sốc trên Newsmax Home thứ hai, cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống donald trump bà daniel alvarez đã tiết lộ những thông tin chấn động về việc chuẩn bị tranh luận của tổng thống trump theo bà alvarez không có gì thay đổi trong cách tổng thống trump chuẩn bị kể từ thời điểm đối đầu với joe biden và đến nay là kamala harris xuất hiện trên chương trình white cup america bà alvarez khẳng định rằng tổng thống trump đã duy trì lịch trình chuẩn bị cực kỳ nghiêm ngặt bao gồm các cuộc meeting tinh với hàng chục nghìn người các cuộc họp nhỏ hơn tập trung vào các vấn đề chính sách cốt lõi và hàng loạt phỏng vấn cũng như họp báo tổng thống trump đã sẵn sàng cho cuộc tranh luận này bà alvarez nói nhấn mạnh rằng tổng thống trump luôn thích ngồi lại và thảo luận các chính sách với các cố vấn cấp cao và các đồng minh chủ chốt trong khi đó bà alvarez cho biết nhóm của bà harris đang hoảng loạn đến mức phải nhồi nhét kiến thức cho bà bởi họ lo sợ rằng bà sẽ không thể tự đứng vững khi đối mặt với tổng thống trump bà ấy sẽ không có mấy nhắc chữ không có ông Tim Quans bảo vệ bên cạnh và sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Bà Alvarez cảnh báo, ám chỉ khả năng yếu kém của bà Harris trong việc bảo vệ chính sách và thành tích của mình. Khi được hỏi về việc truyền thông chính thống đang che giấu những thiếu sót của bà Harris, bà Alvarez đã gọi những nỗ lực thay đổi quy tắc tranh luận của bà Harris là đáng xấu hổ và là một dấu hiệu cho thấy sự hoảng loạn trong đội ngũ của bà. Bà cũng chỉ trích bà Harris vì đã cố gắng thay đổi toàn bộ luật cơ bản của cuộc tranh luận bao gồm cả việc ngồi và ghi chú, điều mà ngay cả ông Joe Biden ở tuổi 81 cũng không yêu cầu. Bà Alvarez không ngần ngại cảnh báo rằng bà Harris đang rất sợ khi phải đối đầu với một tổng thống Donald Trump quyết tâm và sẵn sàng. Những tuyên bố này càng làm dấy lên làn sóng tranh cãi và kỳ vọng về cuộc tranh luận sắp tới, nơi tổng thống Trump được cho là sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh và sự sẵn sàng chiến đấu của mình trước một đối thủ mà nhiều người cho rằng đang ngày càng lúng túng cựu tổng thống Trump gây sốt với phân tích hài hước về hội chứng rối loạn Trump. Kính thưa quý vị thân mến, cựu tổng thống Donald Trump vừa có một buổi trò chuyện đầy thú vị và hài hước về hội chứng rối loạn Trump TDS trong cuộc gặp gỡ với nhóm giáo dục Moms for Liberty vào ngày 1 tháng 9 vừa qua, nơi ông thẳng thắn chia sẻ những góc nhìn của mình về căn bệnh mà ông cho rằng đang lan rộng trong giới đối lập. Hội chứng rối loạn Trump thường được nhắc đến với cái tên TDS là một thuật ngữ được các ủng hộ viên của Trump sử dụng để mô tả những người có thái độ thù hận không lý do đối với cựu tổng thống. Những người được cho là mắc phải hội chứng này thường không thể giải thích rõ ràng vì sao họ ghét Trump, mặc cho những cáo buộc như thông đồng với Nga hay phát ngôn những người rất tốt đã bị bác bỏ. Trong một cuộc trò chuyện kéo dài một giờ đồng hồ với Tiffany Curtis, người đồng sáng lập Moms for Liberty, Tổng thống Trump đã có dịp nói về căn bệnh suy nhược này khi được hỏi về lời khuyên dành cho các bà mẹ đang đấu tranh cho quyền lợi của con em mình trước sự chỉ trích của truyền thông tổng thống trump đã mở đầu một cách hài hước lời khuyên của tôi là không nên ra tranh cử sau đó ông tiếp tục việc ra tranh cử với tư cách là một đảng viên cộng hòa còn tệ hơn bây giờ tôi là người tối thượng bạn biết đấy ý tôi là họ mắc phải một thứ gọi là tds bạn có biết đó là gì không tds là một căn bệnh nan y khủng khiếp khủng khiếp nó hủy hoại tâm trí nó hủy hoại tâm trí trước khi hủy hoại cơ thể nhưng cuối cùng cơ thể cũng sẽ ra đi cậu tổng thống không phải là người duy nhất gần đây nhắc đến tác động của tds đầu tuần này ứng cử viên phó tổng thống độc lập nicole shanahan đã phát hành một quảng cáo châm biếm về việc điều trị tds được thiết kế như một quảng cáo dược phẩm giả quảng cáo này chế giễu tình trạng của những người mắc tds mô tả họ như những người phủ nhận các vấn đề nghiêm trọng mà đất nước đang đối mặt chỉ vì họ bị ám ảnh bởi việc chống lại trump quảng cáo kết thúc bằng việc giới thiệu độc lập như một phương pháp chữa trị hiệu quả cho tds nhấn mạnh rằng việc suy nghĩ độc lập và phản biện là cách tốt nhất để đối phó với hội chứng này độc lập cho phép bạn tự do để cuối cùng suy nghĩ độc lập một lần nữa thay vì tin vào mọi thứ bạn nghe từ phương tiện truyền thông chính thống độc lập cho phép suy nghĩ phản biện mang tính xây dựng quảng cáo khẳng định buổi trò chuyện của tổng thống trump cùng với quảng cáo châm biếm của shanahan đã làm bùng nổ cộng đồng bạn bởi tính hài hước của tổng thống trump trúng đồng thế giới, chính quyền Biden đe dọa bắt giữ Elon Musk vì từ chối kiểm duyệt tin tức. kính thưa quý vị thân mến, trong một diễn biến gây bức xúc trên toàn thế giới, chính quyền Biden đang bị cáo buộc cố gắng sử dụng quyền lực để bịt miệng tỷ phú công nghệ Elon Musk, người sáng lập SpaceX và chủ sở hữu mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Sau khi Musk kiên quyết từ chối kiểm duyệt nội dung trên nền tảng của mình theo yêu cầu của chính quyền, cựu bộ trưởng lao động Robert Reich thuộc phe dân chủ đã đề xuất việc bắt giữ Musk một động thái được nhiều người coi là tấn công trực tiếp vào quyền tự do ngôn luận. Elon Musk, người đã biến X thành một không gian tự do thực sự cho các cuộc thảo luận và tranh luận, đang đối mặt với áp lực chưa từng có từ các cơ quan quản lý của chính quyền Biden. Rage, từng là một phần của chính quyền Clinton, đã kêu gọi không chỉ tẩy chay các sản phẩm của Musk như Tesla, mà còn yêu cầu bắt giữ ông nếu ông không tuân thủ các yêu cầu kiểm duyệt từ chính quyền. Những lời lẽ này đã dấy lên làn sóng phản đối từ các nhóm bảo vệ quyền tự do dân sự, cho rằng đây là một nỗ lực nguy hiểm nhằm hạn chế quyền tự do biểu đạt. Nhiều người ủng hộ Musk lập luận rằng việc chính quyền can thiệp vào hoạt động của X là một khẩu hiệu đáng lo ngại cho sự xâm phạm của nhà nước vào không gian trực tuyến tự do. Musk từ lâu đã khẳng định rằng tự do ngôn luận là cốt lõi của một xã hội tự do và ông quyết tâm bảo vệ nguyên tắc này trên nền tảng của mình, bất chấp áp lực từ các cơ quan chức năng. Wade còn so sánh tình huống của Musk với vụ bắt giữ nhà sáng lập Telegram Pavel Durov tại Pháp tuy nhiên những người ủng hộ musk cho rằng đây là một phép so sánh khập khiễng và mang tính chất đe dọa tự do cá nhân họ nhấn mạnh việc bắt giữ một người chỉ vì họ từ chối kiểm duyệt thông tin là một hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn cộng đồng quốc tế cũng đang giấy lên lo ngại về việc chính phủ biden có thể sẽ cắt đứt hợp đồng với spacex một công ty đã đóng góp rất lớn cho nền an ninh và phát triển không gian của quốc gia nhiều người cho rằng việc làm này không chỉ tổn hại đến khả năng công nghệ của nước mỹ mà còn là một đòn giáng vào sự đổi mới và tự do kinh doanh. Trong bối cảnh này, nhiều tiếng nói đã đứng lên bảo vệ Elon Musk và quyền tự do ngôn luận của ông, coi những nỗ lực nhằm bắt giữ ông là một hành động lạm quyền và cần phải được ngăn chặn. Quyết tâm của Musk trong việc giữ gìn một không gian truyền thông xã hội tự do đang trở thành biểu tượng cho cuộc chiến bảo vệ tự do ngôn luận trong thời đại số. Các quận Pennsylvania phải tính phiếu bầu qua thư không có ngày và ghi ngày sai, tòa án phán quyết Quý khán thính giả thân bến, trong phán quyết 41, Tòa án Thịnh vượng chung Pennsylvania đã chặn việc thi hành luật yêu cầu các quan chức bầu cử phải từ chối các lá phiếu gửi qua thư hợp lệ nhưng bị thiếu hoặc ghi sai ngày tháng viết tay trên phong bì gửi trả. Yêu cầu về ngày viết tay gây tranh cãi của tiểu bang chiến trường này đã dẫn đến việc hủy bỏ hơn 10.000 lá phiếu gửi qua thư chỉ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 và hàng nghìn lá phiếu khác trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024. Theo đó, Phán quyết hôm nay sẽ đảm bảo rằng hàng ngàn lá phiếu gửi qua thư sẽ không bị hủy bỏ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Trong ý kiến dài 94 trang được đưa ra chiều nay, đa số bốn thẩm phán đã cho rằng quy định nghiêm ngặt về ngày viết tay đối với lá phiếu gửi qua thư của Pennsylvania vi phạm quyền bỏ phiếu cơ bản được đảm bảo theo điều khoản bầu cử tự do và bình đẳng trong hiến pháp tiểu bang. Ý kiến này có đoạn, việc từ chối tính các lá phiếu qua thư không ghi ngày hoặc ghi ngày không chính xác nhưng đúng hạn Do những cử tri đủ điều kiện nộp vì những lỗi giấy tờ vô nghĩa và không đáng kể là vi phạm quyền bỏ phiếu cơ bản được công nhận trong điều khoản bầu cử tự do và bình đẳng. Quyết định hôm nay bắt nguồn từ vụ kiện cấp tiểu bang do Black Political Empowerment Project và các tổ chức phi lợi nhuận khác đệ trình vào tháng 5 nhằm ngăn chặn 67 quận của Pennsylvania thực thi quy định về ngày viết tay của tiểu bang đối với các lá phiếu gửi qua thư. Vụ kiện này là vụ kiện đầu tiên thách thức quy định về ngày viết tay vì vi phạm quyền bỏ phiếu theo hiến pháp Pennsylvania. Một số tổ chức nguyên đơn cũng tham gia vào một vụ kiện song song đang diễn ra tại tòa án liên bang, cáo buộc rằng việc hủy bỏ các lá phiếu gửi qua thư chỉ dựa trên các vấn đề về ngày tháng là vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Một thẩm phán liên bang ban đầu đã phán quyết có lợi cho các nguyên đơn và cho rằng việc từ chối các lá phiếu gửi qua thư dựa trên các ngày tháng bị thiếu hoặc không chính xác là vi phạm một điều khoản của đạo luật dân quyền, nhưng tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ số 3 đã lật ngược quyết định đó cả Ủy ban Quốc gia Cộng hòa và Dân chủ, ANC và DNC đều can thiệp vào vụ việc được giải quyết bằng quyết định ngày hôm nay. Trong đó, ANC ủng hộ chính sách hủy bỏ các lá phiếu gửi qua thư không có ngày tháng hoặc ghi sai ngày tháng, còn DNC phản đối chính sách này. Trong hồ sơ nộp lên tòa án, DNC đã nêu ra thực tế rằng các quận thậm chí không dựa vào ngày viết tay để xác định thời hạn của lá phiếu gửi qua thư. Thay vào đó, các quan chức bầu cử sử dụng thời gian tiếp nhận lá phiếu và quét vào hệ thống theo dõi lá phiếu gửi qua thư của pennsylvania yêu cầu về ngày không thể là cơ sở để từ chối quyền bỏ phiếu cơ bản của người dân pennsylvania dnc khẳng định trong bản tóm tắt ủng hộ động thái xin phán quyết tóm tắt của nguyên đơn mặt khác rnc khẳng định rằng yêu cầu về ngày bầu cử thúc đẩy lợi ích của pennsylvania trong việc ngăn chặn gian lận mặc dù thực tế là các trường hợp gian lận cử tri cực kỳ hiếm phần lớn trong phán quyết hôm nay đồng ý với lập luận của nguyên đơn và kết luận rằng ngày tháng trên phong bị bỏ phiếu qua thư bên ngoài không được sử dụng để xác định thời hạn của lá phiếu trình độ điều kiện đủ để bỏ phiếu của cử tri hoặc gian lận do đó các điều khoản về ngày tháng không phục vụ cho lợi ích bắt buộc của chính phủ các thẩm phán lý luận thêm rằng vì việc từ chối các lá phiếu gửi qua thư dựa trên những lỗi không liên quan đến tư cách của cử tri liên quan đến quyền bỏ phiếu cơ bản nên việc áp dụng các luật về ngày viết tay đang được xem xét phải tuân theo tiêu chuẩn xem xét tư pháp cao nhất, được gọi là giám sát chặt chẽ. Phán quyết của đa số tiếp tục, những điều khoản về hẹn hò gần như không thể thực thi được mà không dẫn đến việc tước quyền bầu cử. Một thành viên trong hội đồng gồm năm thẩm phán của tòa án khối thịnh vượng chung, thẩm phán Patricia A. McCullough đã không đồng tình. David Hay Menendez của Quỹ Giáo dục Dự án PA mới, một trong những tổ chức tham gia vụ kiện, trích dẫn lời ông trong tờ Democracy Talkit rằng phán quyết này là một chiến thắng cho nền dân chủ, cho quyền bỏ phiếu và cho tương lai của cộng đồng chúng ta, và cho thấy rõ lý do tại sao tòa án là quan trọng. Để phản hồi phán quyết, ANC cho biết họ có kế hoạch kháng cáo ngay lên tòa án tối cao Pennsylvania. Theo thông báo gần đây từ tòa án tối cao Pennsylvania, rằng họ sẽ đẩy nhanh việc kháng cáo cho các vụ kiện bầu cử năm 2024. ANC có 3 ngày để nộp thông báo kháng cáo. Tòa án tối cao tiểu bang trước đây đã cân nhắc vấn đề về lá phiếu gửi qua thư không ghi ngày và ghi sai ngày, nhưng chưa bao giờ chính thức phán quyết liệu việc từ chối dựa trên ngày có vi phạm điều khoản bầu cử tự do và bình đẳng trong hiến pháp tiểu bang hay không. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Sài Gòn News. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào từ những câu chuyện hấp dẫn và gây sốc nhất trên thế giới. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Chúc quý vị một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Ai thật sự điều hành đất nước khi Joe Biden đắm mình trong 16 ngày liên tiếp nghỉ mát? quy khán thính giả thân mến, câu hỏi ai đang điều hành nước Mỹ đã trở thành nỗi lo ngại lớn khi Tổng thống Joe Biden dành phần lớn thời gian để đi nghỉ ngơi thay vì lãnh đạo đất nước. Kể từ khi rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống năm 2024 sau áp lực từ nội bộ đảng Dân Chủ, Biden dường như đã hoàn toàn rời xa vai trò lãnh đạo với những hình ảnh liên tục cho thấy ông thư giãn trên bãi biển thay vì ở trong tòa bạch ốc. Joe Biden, nay đã 81 tuổi, đã bước sang ngày nghỉ thứ 16 liên tiếp tại bãi biển ở Delaware, trong khi nước Mỹ đối mặt với những thách thức lớn cả trong và ngoài nước. Đặc biệt đáng chú ý, khi công dân Mỹ Hirsch Goldberg Pauling bị bọn khủng bố Hamas sát hại, Tổng thống Biden vẫn không rời bỏ kỳ nghỉ của mình, đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về sự lãnh đạo và trách nhiệm của ông. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Biden đã dành tổng cộng 532 ngày, tương đương 40,3% thời gian làm tổng thống để nghỉ ngơi, không hề có bất kỳ nhật ký tiếp khách chính thức nào được ghi lại. Những chuyến nghỉ mát liên tiếp của ông và gia đình không chỉ tốn kém một cách kinh khủng mà còn khiến người dân Mỹ đặt câu hỏi ai thật sự đang điều hành đất nước. Tuần trước, Joe Biden và gia đình trở về Delaware sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần tại Santa Barbara, California. Trong khi đó, Joe Biden tận hưởng chuyến mua sắm tại Santa Ines với đoàn vệ sĩ và lực lượng thực thi pháp luật hùng hậu thậm chí dùng vũ lực đẩy lùi nông dân để đảm bảo bà được tự do mua sắm điều này làm dấy lên sự phẫn nộ về cách gia đình biden sử dụng tiền thuế của dân để tài trợ cho những kỳ nghỉ xa hoa người nộp thuế mỹ đang gánh chịu khoản chi phí hàng triệu đô la cho các chuyến bay trực thăng và đoàn xe hộ tống phục vụ gia đình biden bao gồm cả hunter biden người đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng theo tài liệu của bộ quốc phòng mỗi giờ bay của Marine One và Air Force One tiêu tốn hàng chục nghìn đô la, và những chuyến đi thường xuyên đến Delaware đã khiến ngân sách quốc gia bị rút cạn. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước vô số thách thức, từ khủng hoảng kinh tế đến an ninh quốc gia, câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự lơ là này của Tổng thống Biden trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Liệu có ai trong chính quyền sẽ đứng ra giải thích cho người dân về những chi phí phung phí khổng lồ và tình trạng vắng mặt dài hạn của Tổng thống? Kamala Harris rụng rời tay chân khi nhận hung tin này từ chủ tịch công đoàn lao động lớn nhất quốc gia. Kính thưa quý vị thân mến, trong một diễn biến gây chấn động, chủ tịch Sean O'Brien của Teamster, một trong những công đoàn lao động lớn nhất quốc gia, đã làm trung chuyển cuộc đua giành chức tổng thống năm 2024 khi tiết lộ khả năng tổ chức này sẽ không ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris. O'Brien đã lên tiếng trên chương trình Face the Nation của CBS News vào ngày 2 tháng 9 khẳng định rằng ông chưa từng có cơ hội thảo luận trực tiếp với Harris về các vấn đề của công đoàn kể từ khi Tổng thống Biden đình chỉ chiến dịch tái tranh cử. O'Brien, người đứng đầu công đoàn với hàng triệu thành viên, cho biết Timster đang chờ đợi Harris cam kết đến gặp họ để thảo luận về các vấn đề cụ thể của công đoàn. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù công đoàn này có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ, nhưng ông sẵn sàng ủng hộ ứng cử viên nào thực sự mang lại lợi ích cho người lao động, bất kể đảng phái. Điều này đồng nghĩa với việc Phó Tổng thống Harris đang đối mặt với nguy cơ mất đi sự ủng hộ quý giá từ một trong những lực lượng lao động mạnh mẽ nhất quốc gia. Đặc biệt, O'Brien đã khiến giới chính trị xôn xao khi phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng 7, một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Teamster. Ông đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho các chính trị gia Cộng hòa như thượng nghị sĩ George Hawley và ứng cử viên Phó Tổng thống Jay Defense, thậm chí cảm ơn cựu Tổng thống Trump vì đã mở cửa đại hội cho các tổ chức lao động đồng thời ông cũng bóng gió nói về việc sẽ ủng hộ cựu tổng thống Trump nếu ông ấy đưa ra các chính sách phù hợp với công đoàn. Việc O'Brien xuất hiện tại ANC đã khiến các lãnh đạo dân chủ tức giận và gây nên những chỉ trích dữ dội. Ông cũng không ngần ngại chỉ trích quyết định từ chối phát biểu tại đại hội toàn quốc của đảng dân chủ, coi đây là một sự xúc phạm đối với các thành viên công đoàn. O'Brien đã cảnh báo rằng dưới sự lãnh đạo của mình, Teamster sẽ không còn chấp nhận những chính sách đi xe miễn phí ông tuyên bố rõ ràng, cả hai bên phải đấu tranh để giành được sự ủng hộ của công đoàn, và nếu không phù hợp với lợi ích của các thành viên, họ sẽ không nhận được sự ủng hộ mà họ mong đợi. Đây là một cú sốc lớn đối với Phó Tổng thống Kamala Harris khi mà việc mất đi sự ủng hộ từ một công đoàn lớn như Teamster có thể đe dọa nghiêm trọng đến chiến dịch tranh cử của bà trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024. Đảng Dân Chủ đang che giấu điều gì? Sự thật trúng động về dự luật chứng minh quyền công dân. Quý khán thính giả thân mến, câu hỏi đảng Dân Chủ đang che giấu điều gì đã trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi Hạ viện thông qua một dự luật cho đảng Cộng hòa hậu thuẫn, yêu cầu mọi cử tri phải chứng minh quyền công dân để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Mặc dù dự luật này nhằm mục đích bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, đảng Dân Chủ đã phản đối một cách quyết liệt, làm dấy lên những nghi vấn về động cơ thực sự của họ. Tại sao đảng Dân Chủ phản đối yêu cầu chứng minh quyền công dân dự luật yêu cầu tất cả cử tri phải cung cấp bằng chứng hợp pháp về quyền công dân Hoa Kỳ trước khi tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Điều này áp dụng cho cả bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu phán mặt, nhằm ngăn chặn gian lận cử tri và chuẩn hóa quy trình bỏ phiếu trên toàn quốc. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ đã đứng lên phản đối mạnh mẽ, lập luận rằng dự luật này có thể tước quyền bầu cử của những cử tri hợp pháp, đặc biệt là các nhóm thiểu số và những người có thu nhập thấp. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao đảng dân chủ lại phản đối một yêu cầu đơn giản và rõ ràng như vậy liệu có phải họ đang cố che giấu điều gì đó đảng dân chủ có đang mở đường cho người nhập cư bất hợp pháp bỏ phiếu một trong những cáo buộc lớn nhất từ đảng cộng hòa là sự phản đối của đảng dân chủ đối với dự luật chứng minh quyền công dân cho thấy họ có thể muốn người nhập cư bất hợp pháp tham gia bỏ phiếu mặc dù đảng dân chủ bác bỏ cáo buộc này lập trường của họ vẫn đặt ra nhiều câu hỏi đáng nghi ngờ thứ nhất tại sao phản đối một quy trình đơn giản nếu mục tiêu là đảm bảo những cử tri đủ điều kiện mới được bỏ phiếu, tại sao lại phản đối việc xác minh quyền công dân, một bước cơ bản để bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử? Thứ hai, tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, đảm bảo rằng mỗi lá phiếu được bỏ ra đều thuộc về một công dân hợp pháp phải là ưu tiên hàng đầu. Phản đối các biện pháp bảo vệ này có thể bị coi là đặt lợi ích chính trị lên trên lợi ích quốc gia. Thứ ba, lợi ích chính trị Liệu việc cho phép người không phải là công dân bỏ phiếu có thể mang lại lợi thế cho Đảng dân chủ trong các cuộc bầu cử hay không? Đây là một câu hỏi không thể tránh khỏi khi xét đến sự phản đối kiên quyết của họ. Ý đồ thật sự của Đảng dân chủ là gì? Sự phản đối quyết liệt của Đảng dân chủ đối với dự luật này đã gửi đi một thông điệp đáng lo ngại về ý đồ thật sự của họ. Thay vì bảo vệ sự minh bạch và an ninh của cuộc bầu cử, họ dường như đang ưu tiên chiến lược chính trị, khiến người dân không khỏi hoài nghi. An ninh bầu cử dự luật này nhằm tăng cường an ninh và đảm bảo mọi lá phiếu đều hợp pháp việc phản đối có thể bị coi là một hành động nhằm bảo vệ lợi ích chính trị thay vì bảo vệ cuộc bầu cử công bằng minh bạch minh bạch trong bầu cử là yếu tố then chốt để duy trì niềm tin của công chúng sự phản đối của đảng dân chủ đối với dự luật này khiến người ta nghi ngờ họ có thực sự cam kết với sự minh bạch này hay không ngăn ngừa gian lận gian lận bầu cử không phải là chuyện hiếm và mỗi trường hợp đều làm suy yếu niềm tin của công chúng vào hệ thống các biện pháp như dự luật này là bước đi quan trọng để ngăn chặn gian lận vậy tại sao lại không ủng hộ kết luận dự luật chứng minh quyền công dân để bỏ phiếu là một biện pháp rõ ràng nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử tuy nhiên sự phản đối quyết liệt từ đảng dân chủ đã làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về động cơ của họ liệu họ có đang cố tình mở đường cho người nhập cư bất hợp pháp tham gia bỏ phiếu bằng cách ngăn chặn luật này phải chăng họ đang ưu tiên lợi ích chính trị trên hết hơn là bảo vệ các nguyên tắc của một cuộc bầu cử công bằng và minh bạch. Những câu hỏi này đội ngũ Sài Gòn News sẽ giải đáp cho quý vị ở bản tin tiếp theo. Robert F. Kennedy Jr. bùng nổ với vụ kiện chấn động Bắc Carolina khi bị buộc giữ tên trên lá phiếu. Thưa quý vị, trong một động thái mới nhất ngày 2 tháng 9, Robert F. Kennedy Jr. đã tuyên bố khởi kiện hội đồng bầu cử tiểu bang Bắc Carolina với cáo buộc rằng họ đang cố ý giữ tên ông trên lá phiếu bầu cử tổng thống tháng 11 dù ông đã yêu cầu được rút lui. Đây là vụ kiện mang tính lịch sử, nhắm vào những nỗ lực của các tiểu bang dao động nhằm buộc Kennedy phải tiếp tục tham gia cuộc đua, dù ông đã đình chỉ chiến dịch và kêu gọi người ủng hộ dồn phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump. Đơn kiện đã được đệ trình lên tòa án cấp cao quận Wake vào thứ Sáu, khẳng định rằng việc hội đồng bầu cử Bắc Carolina từ chối xóa tên Kennedy khỏi lá phiếu là một hành vi vi phạm trắng trợn luật bầu cử của tiểu bang và quyền tự do ngôn luận của ông vụ kiện được xem như một trận chiến pháp lý quyết liệt, đặc biệt khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần và các lá phiếu đang được in ấn trên toàn tiểu bang. Với cuộc bầu cử tháng 11 đang đến gần và thời hạn bỏ phiếu sắp cận kề, Kennedy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ tòa án này can thiệp ngay lập tức, đơn kiện nêu rõ. Sự kiện này đang thu hút sự chú ý lớn khi Kennedy, một ứng cử viên nổi tiếng với lập trường độc lập, quyết định rút lui khỏi các tiểu bang dao động nhưng vẫn giữ tên mình trên lá phiếu ở các tiểu bang đỏ và xanh nơi ông không bị coi là kẻ phá đám. Trong khi đó, hội đồng bầu cử Bắc Carolina đã gây tranh cãi khi bỏ phiếu theo đường lối đảng phái với tỷ lệ 32 nhằm giữ tên Kennedy trên lá phiếu, mặc dù ông đã yêu cầu được rút lui. Các đảng viên dân chủ trong hội đồng khăng khăng rằng đã quá muộn để thực hiện thay đổi, với lý do là việc in lại hơn 1,7 triệu lá phiếu sẽ tốn hàng trăm nghìn đô la. Đáng chú ý, các viên chức bầu cử ở Wisconsin và Michigan cũng đã từ chối yêu cầu tương tự của Kennedy trong khi ông đã thành công hơn ở Georgia và Nevada, vụ kiện này không chỉ là một cuộc chiến pháp lý giữa Kennedy và Bắc Carolina, mà còn là một cuộc đối đầu trực tiếp với những nỗ lực kiểm soát bầu cử của các tiểu bang dao động do Đảng Dân chủ lãnh đạo. Kennedy khẳng định rằng việc buộc ông giữ tên trên lá phiếu là một âm mưu nhằm ngăn chặn quyền tự quyết của ông và phá hoại cơ hội của các ứng cử viên khác trong cuộc đua đầy căng thẳng này. Vụ kiện này hứa hẹn sẽ là một cơn địa chấn, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp tới mà còn tạo ra những tiền lệ pháp lý quan trọng trong lịch sử bầu cử Hoa Kỳ. Lời khai của Zuckerberg đẩy Biden đến bờ vực bị truất vế trong cuộc điều tra gian lận bầu cử. Quý khán thính giả thân mến, một cơn địa chấn đã làm rung chuyển chính trường Mỹ khi ông chủ Meta, Mark Zuckerberg, tiết lộ rằng công ty của ông đã chịu áp lực từ chính quyền Biden để kiểm duyệt nội dung liên quan đến COVID-19. Trong lời khai đầy chấn động trước Quốc hội, CEO Meta đã bày tỏ sự hối tiếc vì đã nhượng bộ trước những yêu cầu này. Vào năm 2021, các quan chức cấp cao của chính quyền Biden, bao gồm cả Nhà Trắng, đã nhiều lần gây sức ép buộc chúng tôi kiểm duyệt một số nội dung về Covid-19, bao gồm cả nội dung hài hước và châm biếm. Dù Meta có quyền quyết định xóa nội dung hay không, nhưng áp lực từ phía chính quyền là sai và tôi thật sự hối tiếc vì đã không lên tiếng mạnh mẽ hơn về vấn đề này, Zuckerberg thừa nhận. Trong thời kỳ dịch bệnh, Facebook đã khiến nhiều người phản đối lệnh phong tỏa tiêm vaccine và đeo khẩu trang phẫn nộ khi xóa hàng loạt bài đăng cáo buộc họ cung cấp thông tin sai lệch với hơn 20 triệu nội dung bị xóa chỉ trong một năm Zuckerberg cùng với các CEO khác như Jack Dorsey của Twitter đã thừa nhận về những trường hợp kiểm duyệt quá mức ngay sau lời khai của Zuckerberg Ủy ban điều tra hạ viện đã khẩn trương gửi đơn tố cáo lên tòa án tối cao yêu cầu điều tra sâu rộng về vai trò của chính quyền Biden và các ông chủ mạng xã hội trong việc can thiệp vào bầu cử theo thông tin rò rỉ từ các nhân vật liên quan những ai bị kết tội can thiệp bầu cử sẽ phải đối mặt với án tù chung thân không ngoại trừ bất kỳ ai kể cả tổng thống hoặc cựu tổng thống và tất cả nhân viên chính phủ hoa kỳ điều này có nghĩa là cuộc điều tra phát hiện joe biden đã can thiệp vào quá trình bầu cử ông có thể phải chịu án phạt nghiêm khắc tương tự nếu sự thật bị vạch trần trong khi ông vẫn đang tại vị quốc hội có thể bỏ phiếu để truất phế ông ngay lập tức và viễn cảnh tổng thống biden khoác chiếc áo tù màu cam không còn xa vời cảnh báo thảm họa kinh hoàng về kinh tế dưới thời biden harris sắp ập đến quý vị thân mến trong tập mới nhất của chương trình voice of the working man madlock và khách mời jd rocker đã lật tẩy sự đáng sợ về thảm họa kinh tế đang diễn ra dưới thời chính quyền biden harris khi nền kinh tế tiếp tục lao dốc không phanh Rõ ràng cái gọi là nền kinh tế Kamala không gì hơn là một thảm họa xã nghĩa đang nhấn chìm những người Mỹ chăm chỉ trong cơn lốc tăng giá và thuế má. J.D. Rucker, người dẫn chương trình The J.D. Rucker Show và là một người ủng hộ mạnh mẽ cho sự tự lực, đã cùng lốc cảnh báo người dân Mỹ rằng họ cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Với giá cả tăng vọt và nền kinh tế đứng trước bờ vực sụp đổ, thông điệp của Rucker càng trở nên cấp thiết. Chính quyền Biden-Harris mới chỉ bắt đầu và những gì đang chờ đợi phía trước có thể là cơn ác mộng tài chính tồi tệ nhất. Hãy gọi đúng tên của nó, xã nghĩa đang được phô bày trần trụi. Dưới sự lãnh đạo của Kamala Harris, nền kinh tế Hoa Kỳ đã bị đẩy vào vực thẳm. Những tuyên bố về sự phục hồi kinh tế chỉ là lớp vỏ bọc trỏng tuết, trong khi tầng lớp trung lưu bị đè bẹp dưới sức nặng của thuế má và giá cả không ngừng leo thang. Trong khi đó, các tập đoàn lớn và những kẻ lắm tiền ở phố Wall, bạn bè của chính quyền, đang được hưởng lợi từ tiền thuế của bạn. Rocker và Locke đã phơi bày sự thật rằng các chính sách của chính quyền Biden-Harris không gì khác hơn là một âm mưu tinh vi nhằm phân phối lại của cải và những người Mỹ phụ thuộc vào chính phủ. Những người duy nhất hưởng lợi từ thảm họa kinh tế này là giới tinh hoa, trong khi tầng lớp lao động, đặc biệt là cử tri da trắng, phải đối mặt với mối hỗn độn do chính quyền gây ra. Tăng giá lan tràn từ trạm xăng đến cửa hàng tạp hóa và hóa đơn chăm sóc sức khỏe là minh chứng rõ ràng nhất về sự thất bại của chính quyền này. Người Mỹ đang bị bóc lột bởi các tập đoàn đã thân thiết với Biden Harris, trong khi ngành chăm sóc sức khỏe biến thành một cái hố tiền vô đáy, nuốt chửng tiền thuế của bạn để bảo vệ lợi nhuận của các công ty bảo hiểm. Không cần phải nói vòng vo, đây là hậu quả trực tiếp của sự lạm quyền và bất tài từ chính quyền. Thay vì trao quyền cho người dân Mỹ để họ tự kiểm soát cuộc sống của mình, chế độ Biden Harris đang làm mọi cách để giữ họ trong tình trạng phụ thuộc, yếu đuối và phá sản j.D. đã chỉ ra rõ ràng lý do tại sao donald trump vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động ông thật sự đấu tranh cho họ trái ngược với biden và harris những người chỉ quan tâm đến việc làm hài lòng cơ sở xã hội chủ nghĩa của họ trump hiểu rõ giá trị của sự chăm chỉ tự lực và tinh thần ngoại lệ của người mỹ các chính sách của trump tập trung vào việc nâng cao tầng lớp lao động không phải bóp nghẹt họ bằng thuế má và quy định vô tận trong khi chính quyền Biden-Harris ưu tiên công lý xã hội hơn là công lý kinh tế và đặt chính trị bản sắc lên trên các chính sách thực sự giúp người dân Mỹ thành công. Không có gì ngạc nhiên khi ngày càng nhiều người chuyển sang đầu tư vào các tài sản thay thế như kim loại quý và nguồn cung cấp thực phẩm dài hạn. Dưới chế độ này, bạn không thể tin tưởng chính phủ sẽ ủng hộ bạn. Thông điệp từ tập này của Voice of the Working Man không thể rõ ràng hơn. Nền kinh tế Kamala là một quả bom hẹn giờ. Khi giá cả tiếp tục tăng, và chính phủ đòi hỏi ngày càng nhiều tiền hơn từ bạn để bảo vệ những người bạn thân trong giới doanh nghiệp. Người dân Mỹ cần phải tự mình giải quyết vấn đề. Bây giờ là lúc để hành động, dự trữ nguồn cung cấp thực phẩm, đầu tư vào kim loại quý và chuẩn bị cho bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo. Chính quyền Biden Harris đã cho thấy bản chất thật của họ. Họ không quan tâm đến tầng lớp lao động, họ chỉ quan tâm đến việc thúc đẩy chương trình nghị sự xã hội chủ nghĩa của họ và bạn, những người Mỹ chăm chỉ, sẽ phải chịu đựng hậu quả đừng chờ đợi sự thay đổi từ họ, thay vào đó hãy lắng nghe những lời cảnh báo của JD Rocker và Matt Locke và chuẩn bị cho những thách thức phía trước. Tương lai của nước Mỹ đang nằm trong tay bạn. Chấn động, Elon Musk cảnh báo kiểm duyệt tàn khốc trên X nếu Kamala Harris đắc cử. Kính thưa quý vị, trong một phát biểu gây chấn động, chủ sở hữu X trước đây là trader Elon Musk đã lên tiếng cảnh báo người dân Mỹ rằng nếu đảng Dân Chủ dẫn đầu bởi Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới đây, việc kiểm duyệt nền tảng này sẽ trở thành điều chắc chắn. Musk nhấn mạnh, sự tự do ngôn luận trên X đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Tỷ phú Musk đã phản hồi một bài đăng so sánh tình hình ở Mỹ với Brazil, nơi X vừa bị một thẩm phán cánh tả đình chỉ nhằm kiểm duyệt các đối thủ chính trị. Bài đăng từ X Global Government Affairs cảnh báo, khi chúng tôi cố gắng tự bào chữa tại tòa, Thẩm phán de Moraes đã đe dọa bỏ tù đại diện pháp lý người Brazil của chúng tôi. Ngay cả sau khi cô ấy từ chức, ông ta vẫn đóng băng tất cả các tài khoản ngân hàng của cô ấy. Musk cảnh báo rằng, tình huống tương tự có thể dễ dàng xảy ra tại Mỹ nếu Donald Trump không được bầu lại. Ông nhấn mạnh, quyền tự do ngôn luận đang bị tấn công dữ dội trên toàn thế giới, và việc kiểm duyệt này không chỉ là nguy cơ mà sẽ trở thành hiện thực dưới sự lãnh đạo của Harris. Thậm chí, Musk còn đăng tải một video tư liệu trước đây của Kamala Harris yêu cầu đình chỉ tài khoản Twitter của Tổng thống Trump, nhấn mạnh mối nguy hiểm mà Harris có thể mang lại cho tự do ngôn luận nếu bà giành được quyền lực. Kamala Harris đã từng có tiền lệ sử dụng kiểm duyệt mạng xã hội để củng cố ảnh hưởng chính trị của mình, và Musk cảnh báo rằng điều này có thể trở nên tồi tệ hơn nếu bà trở thành tổng thống. Với những lời đầy tính cảnh báo của Elon Musk, người dân Mỹ giờ đây phải đối mặt với một lựa chọn rõ ràng bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách bỏ phiếu cho Tổng thống Trump hoặc đối diện với tương lai bị kiểm duyệt nghiêm ngặt dưới một chính quyền Harris. Nancy Pelosi bật mí mưu đồ biến người nhập cư bất hợp pháp thành cử tri hợp pháp trên sóng truyền hình. Quý vị thân mến, cuộc xâm lược biên giới phía Nam được thúc đẩy bởi chính sách biên giới mở thảm khốc của chính quyền Biden-Harris đã dán một đòn chí mạng vào nước Mỹ. Hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp chưa qua kiểm tra, chưa tiêm vaccine, bao gồm cả những kẻ khủng bố ISIS và các sát thủ Iran đang tràn ngập khắp đất nước. Trong khi đó, băng đảng tội phạm và đảng cộng sản Trung Quốc đang thực hiện cuộc chiến thuốc phiện ngược bằng fentanyl, gây ra thảm họa tử vong do dùng thuốc quá liều, cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người Mỹ mỗi năm. Tại Colorado, các băng đảng nhà tù có vũ trang từ Venezuela đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ khu dân cư và số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp trên khắp cả nước đang đẩy nhiều địa phương đến bờ vực hỗn loạn. Điều hiển nhiên là Đảng dân chủ đã bỏ rơi người dân Mỹ. Chính điều này đã khiến những cựu đảng viên dân chủ như Elon Musk và Robert F Kennedy Jr quay lưng và ủng hộ Trump. Trong một động thái gây sốc, Đảng dân chủ đang thúc đẩy chương trình ân xá hàng loạt cho hơn 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp, cho phép họ có quyền công dân và quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tương lai. Đây là bước đi rõ ràng để đảm bảo Đảng dân chủ có thể thực hiện chương trình nghị sự Marxist, biến nước Mỹ thành một xã hội chủ nghĩa hoàn toàn tái thiết. Vào thứ Sáu, trên chương trình Real Time with Bill Maher, cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã vô tình nói to phần im lặng, công khai tuyên bố mong muốn biến tất cả những người di cư không có giấy tờ thành những người có giấy tờ. Không dừng lại ở đó, bà còn ủng hộ việc cung cấp nhà ở được trợ cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Chúng ta không thể quên rằng, cách đây 16 năm, chính Pelosi đã nói rằng, chúng tôi chắc chắn không muốn có thêm bất kỳ ai nữa. Vậy điều gì đã thay đổi? đảng dân chủ ngày nay ủng hộ chính sách biên giới mở kiểm soát giá cả theo chủ nghĩa cộng sản và kiểm duyệt hàng loạt tất cả những điều này đang giết chết quốc gia và đẩy nước mỹ vào vòng xoáy nguy hiểm số lượng đảng viên dân chủ cấp cao chuyển sang ủng hộ trump đang ngày càng gia tăng chứng tỏ rằng đảng dân chủ hiện nay không còn là đảng dân chủ mà cha mẹ bạn từng tin tưởng pelosi với lời tuyên bố gây sốc của mình đã vô tình lột trần âm mưu biến đổi nước mỹ bằng cách biến hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp thành cử tri hợp pháp nhằm đảm bảo sự thống trị chính trị của đảng Dân Chủ trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Sài Gòn News. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào từ những câu chuyện hấp dẫn và gây sốc nhất trên thế giới. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Chúc quý vị một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.